Lương Sâm, nam thần đầu trọc khiến Lisa mê đắm trong Thanh Xuân có hạng 3. Lương Sâm là thí sinh đang thu hút nhiều sự chú ý ở chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam Thanh Xuân có bảng 3. Lương Sâm được khen ngợi bởi vẻ ngoài cuốn hút và khác biệt. Mỹ Nam chưa gặp thời của Cbiz. Lương Sâm tên thật là Lương Dịch Mộc, sinh năm 1997, từng tham gia nhiều cuộc thi về nhảy Latin trước khi chuyển sang làm diễn viên. Năm 2013, anh từng giành vị trí nhất bảng A trong cuộc thi khiêu vũ Latin dành cho thiếu niên Trung Quốc. Tháng 8 năm 2013, Lương Sâm tham gia giải quốc tế Junior Group mở rộng tại Đức và giành được huy chương đồng. Năm 2015, Lương Sâm đổ vào khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Đây là ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc, nơi đã cho ra rất nhiều ngôi sao của nền giải trí Hoa ngữ như Trương Tử Di, Đặng Siêu, Đồng Lệ Á, Lưu Hạo Nhiên. Năm 2017, anh được chú ý khi tham gia chương trình thực tế do Trường Nghệ Mưu làm đạo diễn là Traditional Snow King và giành chiến thắng áp đảo ở mùa cuối. Cũng trong năm 2017, anh tham gia vào chương trình Khóa giới ca vương 2017 nhưng không được công chúng chú ý. Năm 2018, Lương Sâm cũng góp mặt trong bộ phim Hãng Thành với vai Thành Tuấn Sâm. Sau khi Lương Sâm tham gia vào bộ phim Phù Giao Hoàng Hậu với vai diễn chàng vua Vân Ngân trị vì Thái Yên Quốc trong siêu phẩm Phù Giao Hoàng Hậu, danh tiếng của anh càng được nhiều người biết đến hơn trước. Trong Phù Giao Hoàng Hậu, anh chàng khiến người xem nức lòng với mối tình đơn phương quần chúa Tề Vận, người mà đáng cay thay là yêu đắm đuối người anh em của anh, Tông Việt. Những quyết định về tình yêu, tình thân đã cuốn Vân Ngân lún sâu hơn trong vòng xoáy tranh đấu. Nhưng cuối cùng, anh cũng có cái kết đẹp khi trở thành vị vua mới của Thái Yên Quốc. Vai diễn của Lương Sâm có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ ác độc, bất đắc dĩ đến mềm lòng, nhạy cảm, đủ để thuyết phục người xem về số phận tiến thoái lưỡng nan của anh trong bối cảnh của Phù Giao Hoàng Hậu. Năm 2019, Lương Sâm đã tham gia dự án phim Toàn Chức Cao Thủ có Dương Dương, Giang Sở Ảnh đóng chính với vai diễn Tôn Tường Lãng Tử cùng kiểu tóc dài bí ẩn cuốn hút. Ngoài ra, anh chàng vẫn có một dự án phim đang sắp chiếu là Archimedes Thân Yêu có Sehun Iso góp mặt. Với chiều cao 1m92 cùng ngoại hình sáng, Lương Sâm được đánh giá không hề kém cạnh khi đứng cùng Sehun. Hiện, Lương Sâm là nghệ sĩ trực thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ, đàn em của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Trúc Tự Đăng. Sau 4 năm tham gia giới giải trí, Lương Sâm vẫn chưa được biết đến nhiều. Vì vậy, anh tham gia show Thanh Xuân có bảng 3 để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Có thể thấy, hành động xuống tóc của Lương Sâm khi tham gia Thanh Xuân có bảng 3 đã thu về lượng nhiệt đáng kể. Trong đó không có ít lời khen và sự tán dương. Anh chàng cũng có nhiều comment dở khóc dở cười trong chương trình, nhất là màn bị cư dân mạng nhìn lầm thành ngón tay cái của nhân viên quay phim. Nhìn chung, dù có tóc hay không, thì Lương Sâm vẫn thu hút cực độ với chiều cao khủng và gương mặt góc cạnh, nam tính. Ngoại hình đầu trọc gây bão Thanh Xuân có bảng 3. Ngay từ tập đầu xuất hiện trong phần phỏng vấn, Lương Sâm đã gây ấn tượng với tính cách hài hước. Có thể coi đây là cây hài mới nổi cho chương trình. Dù nhìn có hơi đầu gấu, anh chàng thậm chí hỏi ngược luôn cả phóng viên. Trong tập 2 phát sóng mới đây, Lương Sâm đã mang đến phần trình diễn nhận được thiện cảm từ dàn huấn luyện viên khi không chỉ show được khả năng vocal mà còn cho thấy kỹ năng vũ đạo bài bản. Đặc biệt, màn trò chuyện giữa anh và Lisa thậm chí còn lên vị trí top 3 hot trend trên Weibo. Cụm từ, Lisa hỏi Lương Sâm có trang điểm da đầu không, thu về hơn 2 triệu lượt đề cập. Cả trường quay thậm chí còn cười lớn hơn khi nữ idol giải thích, bởi vì tôi thấy đầu bạn nhìn sáng bóng, mịn màng, không có tí khuyết điểm nào luôn ấy. Lương Sâm sau đó khiến Lisa cười nghiêng ngả khi tiết lộ đó là dầu trên da đầu tiết ra. Có lẽ do tôi đứng dưới đèn chiếu quá lâu và da đầu thì nó đổ dầu đó. Tôi chẳng make up gì đâu, tất cả là do đổ dầu thôi mọi người ạ. Sau màn tấu hài cực mạnh, Lương Sâm tiếp tục show ra kỹ năng nhảy Latin đặc biệt, gây ấn tượng mạnh mẽ với dàn thí sinh và huấn luyện viên. Lisa dành nhiều lời khen cho Lương Sâm khi thể hiện được khí cảnh rất riêng với điệu nhảy do thí sinh này tự tạo ra. Tôi chưa bao giờ xem tiết mục nào thế này trước đây. Bạn đã cho thấy đây không chỉ là cuộc thi mà còn là nơi để mọi người đều có niềm vui, tự tin, nhuần nhuyễn, trôi chảy. Thậm chí bạn còn tự tạo ra vũ đạo theo phong cách của mình, xuất sắc. Lisa ngay lập tức cũng thể hiện sự u mê với những điệu nhảy của Lương Sâm khi ngỏ lời muốn học hỏi từ thí sinh này. Tôi cũng muốn học thể loại vũ đạo như thế, bạn có dạy tôi không? Được biết đến là nữ hoàng của những bước nhảy trong giới idol, lời đề nghị của Lisa gây sốc cho toàn bộ dàn thí sinh. Hiếm có cơ hội được Lisa ngỏ lời, đương nhiên Lương Sâm phải đồng ý ngay và luôn, sẵn sàng bất cứ lúc nào nhé ạ. Anh chàng đầu bóng loáng Lương Sâm rõ ràng những tập phát sóng của Thanh Xuân có bảng 3 thực sự đã trở thành một trong những cái tên hot và liên tục dẫn đầu về tìm kiếm trên mạng xã hội. Đặc biệt, Lương Sâm còn gây bão khi đích thân được Lisa lão sư xin mình dạy nhảy Latin. Chính vì thế, những tin đồn thất thiệt về Lương Sâm cũng nổ ra không ngừng. Trong đó, có tin anh chàng đánh đập, bắt nạt các thực tập sinh khác nổ ra ở các trang điện tử như Sina hay Weibo, khiến người hâm mộ yêu quý Lương Sâm vô cùng hoang mang.
Ngay lập tức, công ty giải trí Đức Giang đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định sẽ đưa vụ việc ra pháp luật, xem xét tố cáo hình sự vì danh tiếng của Lương Sâm đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhất là trong lúc anh chàng ngày càng nhận được nhiều thiện cảm trong Thanh Xuân Có Bạn Ba. Hiện tại, Lương Sâm đang xếp ở lớp A và rất có khả năng thuộc diện top debut sáng giá nhất khi show kết thúc. Chương trình Thanh Xuân Có Bạn, Just With You, ban đầu được gọi là Idol Producers. Cái tên hàm ý rằng đây là một chương trình tìm ra các thân từ trẻ tuổi. Được biết mùa này, Thanh Xuân Có Bạn Ba sẽ trở về với việc thành lập nhóm nhạc nam. Chương trình đã thông báo dàn thí sinh chính thức, đồng thời tuyên bố về host và các huấn luyện viên của mùa mới.